11 câu đố giải mã những con ma gây ám ảnh khóc thét chỉ Việt Nam mới có. Ôi trời ơi, ma, nghe quen quen thế nhở? Trong số các bạn đang xem, có bạn nào đã từng gặp ma bao giờ chưa? Tên những con ma mà bạn biết là gì? Comment ngay để điểm danh bạn là người dũng cảm dám xem hết video ngày hôm nay nhé. Đầu tiên là tiền đâu? Mình đùa đấy. Nếu giải được câu đố này, bạn sẽ sớm trở thành nhà khoa học lớn trong tương lai. Tin không? Ma là gì? Có bạn nào biết không nhỉ? Nghe đến ma, chắc hẳn rất nhiều bạn cũng hoang mang Hồ Quỳnh Hương, nhưng cũng nhiều bạn đoán lơ mơ cũng trúng. Đó là linh hồn của người đã mất. Những linh hồn này lạc lối ở thế giới người đang sống là chúng ta đây. Bên cạnh đó, có những người không tin thì lại quả quyết cho rằng ma là một thế lực vô hình nào đó qua thần giao cách cảm, can dự vào thế giới từ trí não của chúng ta. Đấy, từ giờ trở đi biết ma là gì rồi đó nha bà con. Ai hỏi cứ dõng dạc trả lời, oách xì ngầu phải biết luôn nhở. Còn bây giờ thì sẵn sàng tinh thần chinh chiến với các loại ma chưa? Mở đầu là một loại ma đáng sợ bậc nhất, gây tò mò nhất với cả những nhà khoa học nhưng lại rất hiếm người biết. Bạn có đoán được đó là loại ma gì trong danh sách sau đây không? Gợi ý, ma này mang tên của một loài gia súc gia cầm. Gợi ý xong đáp án cứ đổ về rầm rầm thôi, sao các bạn thông minh thế, gì cũng biết. Chuẩn bị tắt cười đây, ma gà nhưng không hề gà đâu. Đây là loại ma được nhiều người miền núi Tây Bắc Việt Nam nổi bật là ở Lạng Sơn, người dân nuôi trong nhà như một lá bùa hộ mệnh, chẳng ai rõ về hình dạng nó thế nào cả, vì không phải ai cũng nuôi được và nuôi thì để trong chum lọ, ở nơi bẩn thỉu và góc tối cơ. Chỉ biết ma gà chứa nhiều bí ẩn nhất, sức mạnh khủng nhất trong các loại ma thôi. Eo ơi, khiếp thật, nổi hết cả da gà da vịt lên rồi. Ấy thế mà, để nói về mức độ đáng sợ dùng mình thì con ma thứ hai này cũng không hề kém cạnh đâu. Thách cả những cao thủ có khả năng thần thánh lắm thì mới trả lời được. Loại ma được nhốt ở một góc nhà vô cùng tiếng tăm tại vùng núi Tây Bắc Việt Nam có tên là gì? Thông tin trên câu đố dường như hé lộ luôn đáp án cho bạn rồi con gì. Ma góc nhà là ma xó đó. Ở đây có bạn nào nghe danh con ma này bao giờ chưa? Hay đang sinh sống ở vùng Tây Bắc Việt Nam không? Comment để điểm danh xem nào. Để nói về ma xó thì cái độ đáng sợ phải gọi là ướt cả đũng quần. Nó có nguồn gốc từ vùng dân tộc thiểu số xứ Mán Mèo, người dân nuôi ma xó trong nhà để canh giữ nhà cửa và của cải. Nói nhỏ nè, là hồn ma của người chết đấy mấy bạn ơi. Sức mạnh đáng sợ đến nỗi mafia hay bố của thằng trộm cũng không dám vào nhà của người nuôi ma xó là đủ hiểu thế nào rồi nha các bạn. Và tiếp theo, chúng ta cùng đến với một con ma cực kỳ uy lực, nhưng có lẽ đánh đố cả bậc thầy khoa học còn phải hoang mang. Theo bạn, loại ma có tiếng tăm lừng lẫy ở Tây Nguyên, gây ám ảnh bao đời nay tại vùng đất đầy nắng gió này có tên gì? Dù trả lời được hay không thì bạn cũng đã rất cố gắng rồi. Coi như là được khai sáng đi có sao đâu. Đây là ma rừng nha, nghe có vẻ đỡ đáng sợ hơn mấy loại trên. Nhưng đừng thả lỏng, ngồi yên kẻo bỡ ngỡ bật ngửa đây. Theo như người dân buôn làng Rơ Măm Tây Nguyên kể lại, từ xa xưa có một cô gái trẻ đẹp bị thất lạc trong rừng không trở về. Người ta đồn đoán cô ấy bị ma rừng bắt đi. Từ đó tất cả phụ nữ không ai dám lên dãy hay đi vào rừng một mình cả. Rồi câu chuyện cứ thế, một lan 10, 10 lan 100 khiến cho cả già làng còn phải thốt lên khi kể lại. Ngay bây giờ đây là một bí ẩn ly kỳ gấp bội về loại ma còn đáng sợ hơn nữa mà triệu phú kiến thức không thể nào không tò mò. Đố bạn biết, con ma liên quan đến sông nước có tên gì? Tinh tinh, chờ đợi đáp án mà cứ như ngồi trên đống lửa ấy các bạn ạ. Là ma da nha, nghe có lạ không? Khi đi bơi ở sông hồ tự nhiên, nếu cảm giác chân cứ vướng vướng thì không phải là rong rêu hay que củi đâu, khả năng cao là loại ma này đấy. Ma da thuộc hệ dân chơi lợi dụng, lúc người đi bơi sơ hở ở những nơi ao hồ sông suối vắng vẻ, nó sẽ xuất hiện và kéo cẳng chân của nạn nhân xuống dưới sâu, khiến nạn nhân bị đuối nước. Dù câu chuyện này có phải là thật hay không thì nó cũng đủ hù dọa rằng việc tắm ở sông hồ là vô cùng nguy hiểm, các bạn lưu ý nha. Toàn ma là ma nãy giờ, nghe cũng quen cơ mà vẫn sợ. May là mình đã kịp đóng bỉm trong lúc chờ đợi các bạn trả lời rồi đấy. Các bạn đã đóng chưa? Sắm bỉm ngay còn kịp, bởi ngay sau đây là cả đội quân ma đổ bộ. Chỉ ai dũng cảm thì hãy xem tiếp. Đố các bạn biết, loại ma có từ thời phong kiến xưa, đặc biệt có liên quan đến đội quân hùng mạnh cưỡi ngựa chiến cầm gươm giáo mác là ma gì?
mình cứ lầm nhầm là ma quân lính à? Mà sao không có đáp án ở đây? Nhưng không phải đâu, những đoàn quân lính chết trận trong các cuộc chiến tranh chúng ta thấy khi hóa ma được gọi là âm binh. Họ chết ở nơi chiến trường hoang vắng, không ai chôn cất, hồn phách lưu lạc. Những phù thủy pháp sư sẽ tới những nơi đó để thu những oan hồn đó gọi làm âm binh. Loại ma này rất nguy hiểm, nó có thể phản chủ bất cứ lúc nào. Kiểu như, đừng có làm anh cáu, anh vặn cổ cho cái là vĩnh biệt cụ luôn. Tiếp đến là một con ma vô cùng gần gũi và quen thuộc với làng quê Việt Nam, chỉ ai có năng lực thần bí mới giải được câu đố sau mới biết được. Loại ma thường hay xuất hiện ở nghĩa địa, thường bay lơ lửng trong không khí, có tên là gì? Ma hệ dân play, hay còn gọi là ma chơi. Các bạn ở đây ai biết thông tin gì về con ma này không? Comment điều bạn biết thể hiện đẳng cấp nhà tâm linh học đi. Còn mình thì được biết, các cụ ngày xưa kể lại rằng nó được tạo từ xương cốt của người chết, có hình dáng là những ngọn lửa xanh đong đưa, đặc biệt ở những nghĩa địa, đã thế lại rất thích bám theo người. Tuy chẳng làm hại ai, nhưng chúng quá đủ để khiến cho bao người phải quấn ra đài kinh sợ. Ơn rồi, may là nhà mình không gần bãi tha ma nào, không thì thật khó nói. Bất ngờ hơn, tới đây là một con ma có cái tên vừa lạ lại vừa khiến cho không ít người phải run rẩy và hốt hoảng. Chỉ ai dám xung phong bước ra bứt phá thần tốc thì mới biết thôi. Ma gì mà nghe cái tên là thấy ngay chúa tể Sơn Lâm hiện ra. Gọi là ma lại chúa Sơn Lâm chắc ma hổ rồi. Thì chưa đúng, là hổ chành cơ. Hổ thật đã hung dữ và mạnh bạo thế rồi, mà hổ chành còn làm cả người sống cũng như người chết phải kinh hãi. Tương truyền rằng hổ này có màu xám, đã ăn thịt 100 người. Ai xấu số bị ăn thịt sẽ thành ma chành, hổ đi đâu ma theo đó để dụ dỗ người khác vào trong để nó đi đầu thai. Ấy thế cơ mà, hổ chành tầm này cũng là tầm thường thôi, hổ rừng nào mà sống nổi với mấy tay thợ săn tặc cơ chứ. Hay, sau khi thu thập được toàn bộ những con ma trong lòng bàn tay, chúng ta hãy đến với sàn đấu ma có 102 tại Nhanh Trí, dự là hứa hẹn kịch tính hơn bao giờ hết. Theo bạn, giữa con ma só và Kumanthong thì ma nào khiếp sợ hơn? Ái chà, khó đoán quá đi mất, mình nghiêng về ma só mạnh hơn. Còn bạn thì sao? Comment nha! Bởi sức mạnh ra sao đã như mình phân tích ở trên. Và các bạn vẫn nhớ chứ, Kumanthong cũng ra gì và này nọ đấy. Thế nhưng cứ thử tự do bước vào nhà có ma só xem, đi đời ấy chứ. Hoặc rất có thể sẽ chiến nhau ngay đêm không hồi kết thì sao? Vị trí tiếp theo trên sàn đấu danh giá nhất hành tinh thuộc về ma chơi và ma gà. Các cao thủ đang theo dõi, hãy vận dụng hết khả năng phân tích chuyên sâu để dự đoán nha! Cái này quá dễ ăn, ma gà chiến thắng cho lẹ, bởi ma chơi như đã nói là không làm hại đến ai nổi cơ mà. Thậm chí được các nhà khoa học chứng minh chỉ là khí trong phản ứng hóa học khi cơ thể người chết tạo ra và bay lên không khí thôi. Liệu bạn có là chùm cuối IQ cao ngày hôm nay không? Giải câu đố này đi! Loại ma nào mà đa số đàn ông đều thích trong khi phụ nữ lại vô cùng căm ghét? Đàn ông thì có ma men, như đàn bà có máu ghen trong người, và đó là ma men, nghĩa là một người nghiện rượu hoặc uống rượu say bí tỉ suốt ngày. Thôi, giờ bạn đã thành thiên tài biết tất tần tật về ma rồi đấy, giờ này còn xem gì nữa, tắt điện thoại đi ngủ thôi nào. Chưa tắt à? Thế thì like, share video để ủn mông con ma bạn thích nhất, đăng ký kênh để hóng các chủ đề mới nhất hàng ngày nha.